Các bạn và các em thân mến, chúng ta mới học xong cái bài số 13 về shortcut. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần upload chi tiết từng sản phẩm. Thế để vào một phần upload chi tiết từng sản phẩm thì chúng ta quay trở về phần upload product. Ở phần này thì chúng ta phải đặt tên cho các checkbox, rồi combo box vân vân, tức là tất cả các tool ở bên trong cái form để tương ứng với tên của database. Thì chúng ta chú ý là ở đây chúng ta dùng Navicate để chúng ta mở nhìn ra cái database để nhìn cho rõ. Các bạn có thể sử dụng cái này hoặc cũng có thể sử dụng database của chính Gen cũng được. Đấy. Rồi chúng ta vào shop, rồi chúng ta vào đây, ta chọn product, rồi chúng ta chọn design để chúng ta thấy thấy tên của chúng ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đặt tên. Rồi đầu tiên là item code, item name, ok. Rồi đến chi nhánh, nơi cung cấp hàng thì chúng ta có phần nơi cung cấp hàng. Rồi bây giờ chúng ta cho phần copy một phần nữa. Ra chúng ta ghi là nơi cung cấp hàng nhé, cái nhà sản xuất. Ở đây chúng ta sửa cái này để chúng ta vào trong cái việc làm đó, chúng ta vào phần ghi sản phẩm chi tiết. Ok. Rồi chúng ta sẽ ghi vào đây là nhà sản xuất. Hay còn gọi là xuất xứ thì chúng ta cho vào đây, chúng ta ghi name bằng name, ở đây là chúng ta cho là chi nhánh. Ok, tiếp theo cân nặng thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta ghi nên quên đấy, chúng ta cân nặng đấy. Kích thước chúng ta chọn dimension, kích thước các bạn cho đây. Đấy. Mô tả nghĩa là chỉ mô tả chi tiết description, chúng ta cho vào đây. Rồi chúng ta chọn giá. Đó, phân loại đã. Đi loại đây nhé. Cho đây. Rồi tiếp tục ở đây là giá cả. Nên các bạn cho đây là loài. Rồi
chi nhánh ở dưới này. À tôi quên phần hai phần này. Thế khi mà mô tả trên này rồi thì chi nhánh nhà sản xuất rồi thì chúng ta có thể cho phần description, ta xóa đi chỗ này. Mô tả nó dài hơn. Nó hơi nặng một tí, các bạn thông cảm. Chúng ta cho chỗ này. Cho cái vào trong phần text area. Còn cái này chúng ta bỏ đi. Description này, price này. Xem chúng ta còn gì nữa không nhỉ? Image. Image ở trên rồi. Đấy. Thì chúng ta được từng này. Thế bây giờ chúng ta lại thấy có một vấn đề ở đây, đó là chúng ta cần một biến hidden. Cho đây, tôi cho là input. Tài hidden. Cái name này nó bằng ID category nhé, các bạn chú ý nhé, nó bằng cái này. Để nó lấy sang, để nó chèn vào trong bảng này. Lấy sang bên kia, từ bên kia. Đấy. Name bằng này, nhé các bạn nhớ nhé. Và value. Thì bằng cái gì, lát nữa chúng ta sẽ xem xét. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay tắt cái này đi, đỡ nặng. Navigate thành nặng lắm. Nếu mà tôi không quay video thì nó rất là nhẹ, vì tôi quay cho nên là nó hơi nặng một tí. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chạy thử để chúng ta nhận một cái vấn đề nữa, để chúng ta nhận cái hidden sang. Tắt cái một ứng dụng nữa đi. Rồi bây giờ chúng ta gõ localhost public shopping. Đấy, ta vào đây, ta đăng nhập của người quản trị web, rồi nó đánh password. Rồi trong vào đây, lát nữa ta thay đổi nội dung cái này nhá. Đây ta đăng nhập vào chỗ này, máy tính để bàn này. Đấy, bây giờ các bạn nhìn để ý nhá. Đăng nhập cho cái này thì bao gồm này, chọn tệp là hình ảnh này, nhập mã hàng này, nhà sản xuất, cân nặng, kích thước, mô tả. Đấy, mô tả gặp hai chỗ thôi được rồi. Ta sẽ xử lý vấn đề này sau. Vậy thì cái biến 14 này này nó phải được truyền vào trong đây để cái form này nó nhận. Đấy. Các bạn chú ý nhá. Biến 14 này là ID category để nó nhận vào. Để nó phân biệt được là cái sản phẩm này đang ở hạng mục 14. Đấy, các bạn hiểu vấn đề như vậy. Rồi máy tính này thì nó ở hạng mục nào? Nó ở hạng mục 17. Mùng 17. Đấy. Thì vấn đề ở đây là của chúng ta là ta sửa lại cho cái mô tả nó chỉ một lần thôi. Xem nào, tôi xem nó ở chỗ nào. Mô tả. Đó.
ở đây chúng ta ghi là không phải một loại mà chúng ta gọi là loại hàng hóa. Đấy. Mô tả đây rồi. Description là name là một, kiểm tra nhé, name là một này. Đấy, chi nhánh ở đây, chi nhánh ở đây thì chúng ta nhập ở trên rồi. Nhập nhà sản xuất ở chi nhánh rồi. Vậy thì chúng ta thừa ở chỗ này. Ta xóa bỏ này đi. Đấy, thừa đấy nha, giá này, cái body này, dimension này, weight này, tên nhà sản xuất này, item name này, item code này. Đó, nha các bạn chú nhé. Thế thì khi chúng ta ghi sản phẩm, nó sẽ gọi ra cái controller trong ghi sản phẩm ở đây. Đó. Vậy thì ta sẽ truyền cái biến ID kết này vào bên trong upload để nó đưa vào trong cái hidden. Các bạn chú ý thuật toán chỗ này nhé. Đó, ID kết như thế. Vậy thì chúng ta làm một cái mảng như sau. Tôi cho là mảng V. Tôi lấy là ID kết. Bằng ID kết. Đó. Và tôi truyền sang đây. Truyền sang đây thì chúng ta chú ý tôi truyền như sau. Cái này giống như Laravel, ta truyền hai biến luôn. Ta sẽ có một cái tách như này, data tôi cho bằng cái này, bằng mạng. Bỏ này đi. Đấy, và tôi lấy một cái này. Rồi, chỗ này tôi đóng khung lại. Đấy, tôi phẩy một cái nữa. Rồi, tôi cho gộp nhá. Các bạn chú ý là đây là tôi cho gộp và ID kết. ID kết body. Tôi cho bằng biến ID kết. Đấy. Và tôi thôi, bỏ cái này đi. Bỏ cái này vì cái này ta không dùng, ta gộp vào đây rồi. Đấy thì chúng ta cùng một form, ta cùng một cái HTML upload, ta truyền được hai ba mảng liền luôn với chỉ số khác nhau. Chúng ta cho cái này vào đây là ID kết. Xin lỗi, cái này là data. Đã truyền vào đây. Đây là sâu nhập sản phẩm, truyền vào đây rồi. Sâu nhập sản phẩm thì nó có nằm ở trong cái đây rồi. Ghi sản phẩm thì vào đây. Ta phải có một cái product controller vào đây để ghi sản phẩm. Đấy, đăng nhập product controller. Rồi, đăng nhập đây, đăng nhập product controller. Đó. Để nó ghi vào. Chúng ta đặt tên nhá, product controller thì đây cũng là product controller. Đó. Rồi bây giờ ta quay trở về cái form đó upload. Tôi ghi như sau. Khi truyền vào thì biến hidden của chúng ta, biến hidden của chúng ta vào đây. Các bạn chú ý biến hidden của chúng ta vào đây nhé. Rồi, nó sẽ bằng cái gì? Bằng cái ở đây. Get coin. Đấy. Các bạn chú ý nhé.
Rồi thì bây giờ mình sẽ vào upload product. Rồi chúng ta sẽ vào bằng bằng luôn kết rồi ID kết rồi đấy vào đây nha các bạn, chú ý nhá, khi chạy nó sẽ chui vào đây để đặt thử như nào thì các bạn nhìn thấy đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy như sau. Tôi trở về cái kia. Nói chậm, đó là do tôi đã để chế độ ghi đâm ra là chiếm hết tài nguyên bộ nhớ. Rồi, bây giờ tôi thử vào. Đấy, nó sang rồi đấy. Sang nó mới không báo lỗi. Nếu không báo lỗi chúng ta ok. Và các bạn chú ý nhé, cái bước để chúng ta chuyển biến này vào sang đây nó rất quan trọng, rất quan trọng. Đấy, rất quan trọng. Và bây giờ chúng ta sẽ cho thêm vào cái tiêu đề này nữa, ở cái chỗ này. Đấy, tôi sẽ để cái này ở trước một cái hàng, trên là tiêu đề rồi. Và tôi cho một hàng, tôi cho một cái lệnh như sau. Ở đây chúng ta chú ý là product, nó là product đúng không? Product mà bằng một cái loại của bằng tất cả các sản phẩm trong một loại. Giống như xe máy thì có nhiều loại xe máy trong một loại, ô tô nhiều loại ô tô trong một loại. Tủ lạnh vân vân nhiều hãng trong một loại. Đấy thì chúng ta chú ý ở đấy. Ở cái việc đó. Vậy thì chúng ta quay về đây chúng ta sẽ nó quay về view. Chúng ta upload product đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây nhá. If mở ngoặc ra set ô đó nếu như vậy thì làm gì for it ô đó as pro à, để chúng ta truyền ra lần lượt nha, phòng for này nó sẽ đi lấy thứ tự của từng loại sản phẩm. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy là ở trên controller của chúng ta đây. Đúng không? Rồi chúng ta di chuyển xuống dưới view. Rồi xuống đây thì các bạn từng cái một thì các bạn bỏ bớt cái này đi, bạn bỏ bớt cái này đi, các bạn ghi cho tôi chỗ này, chúng ta ghi chỗ này. Bằng ID kết coi đấy rồi tiếp tục bỏ cái chữ này đi
bằng item name, đúng các bạn nhỉ? Item name đây, chúng ta đưa những cái này xuống. Brand name chi nhánh đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục. Nhà sản xuất, các bạn thông cảm cho là máy tính nó chậm quá. Vậy để tôi điều chỉnh lại cái này để cho nó xuống ít thôi, không có nó ghi chậm quá. Để còn nhường cho những tài nguyên khác nữa. Rồi tôi chọn tôi, chọn tách nhé. Rồi tôi chọn phần ghi nhiệm vụ ghi của tôi, cái nào là cao. Vậy đâu à, ông này hay quá. Rồi tôi chọn là ưu tiên. Rồi chúng ta chọn cái tính năng ưu tiên của nó như nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ service. Lần nó ghi vào rất là chậm. Vẫn đang ghi. Rồi bây giờ các bạn làm tiếp nhé. Weight dimension này, giá cả và chúng ta ghi. Tôi chỉnh lại như nó cũng cao rồi đấy nhỉ. Chúng ta lên chúng ta copy. Các bạn chỉnh như thế nốt nhá. Thế xong ở phần cuối của cái hàng TR, các bạn cho một cái mã PHP vào đây.
Ok, tôi tạm thời như thế này đã. Và chúng ta thử xem. Nó chưa hiện ra cái gì. Chưa hiện ra cái gì chứng tỏ là nó thì chạy rất tốt, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta mới quay trở về. Chúng ta làm phần ghi. Đây, bây giờ các bạn chú ý nha. Chúng ta lên phần product controller. Đấy, đây là cái phần nhập. Nhập vào thì bây giờ chúng ta phải có public key. Public, chúng ta phải có là public. Function. Chúng ta phải có public function là ghi sản phẩm. Ghi sản phẩm ở đây thì các bạn thấy ở trong giao thư chúng ta có phần ghi sản phẩm. Public controller là ghi sản phẩm. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy này. Chúng ta kiểm tra đấy, echo hàm ghi sản phẩm. Bây giờ các bạn nhìn nhé. Rồi nhập mã hàng lung tung vào đây. Đó. Cân nặng kích thước là 12 cm. Gram thì đấy. Đấy. Giá điện tử chẳng hạn. Mô tả bằng nhằng ở đây. Đấy, ra rồi, chúng ta nhìn thấy là cái hàm này ra rồi. Ok, đã kiểm tra xong là thông đường. Đường đã thông. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm phần ghi. Các bạn thân mến, đầu tiên các bạn ghi như này, if cái gì? Chúng ta sẽ làm category và product item v.v. thì các bạn. If cái này nhá. Chúng ta là ghi là item name. Đó. Item name mà phải yêu cầu phải có mặt. Item name này phải tiếp theo item code. Cũng phải có yêu cầu. Ta làm đơn giản thôi, còn các bạn làm hết các trường cũng được. Require. Đó. Hey. Nếu mà nó không phải là rỗng nhá thì chúng ta bắt buộc phải trở về hàm đó. Thì chúng ta sẽ cho là sâu nhập sản phẩm ra. Đấy, thì các bạn vẫn phải nhập ra cái này. Vậy chúng ta sẽ là ghi echo mà chúng ta ghi gdirect return. Được chưa? Tu. Đó. Rồi chúng ta ghi nhá.
Ở đây phần này nó hơi khó một chút. Các bạn thấy là redirect ở đây thì chúng tôi dùng một cái hàm này path bằng base url. Đó, url ở trong app mà chúng ta đặt đấy. App đây này. Đấy. Nhá. Base url bằng này. Vậy chúng ta viết tiếp bằng này. Path cộng với đường dẫn ở đây thì chúng ta sẽ chính là một cái router nằm trong đây. Thay vì chúng ta phải gọi tất cả cái hàm này ra, tất cả những cái đường này ra, chúng ta chỉ gọi vào đấy, chúng ta chọn vào đây, chúng ta ghi là nhập sản phẩm. Đó. Chúng ta gọi vào đây. Đấy. Chúng ta nhập vào đây nhé. Rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ ghi là nhập sản phẩm vào đây. Copy chỗ này vào cho tôi. Copy cái router đấy, chúng ta đưa vào đây. Rồi, tiếp theo là cái gì? Tiếp theo là cái gì thì ở đây các bạn chấm này cho tôi. Ở trên này tôi đã có một cái là ID. Category sẽ bằng zip request get va. Get va của tôi là ID category. Đấy, cái này là cái hidden này. Và đưa vào đây thì chúng ta nối vào là ID category. Các bạn thấy không? Nếu mà nó rỗng nhá. Nếu mà nó rỗng thì nó lại quay trở về. À, bây giờ các bạn nhìn lên trên. Rồi, mã hàng, nhà sản xuất, nhập sản phẩm, vân vân, mã hàng, tên, nhập tên sản phẩm, hai cái này xuống dòng. Thì bây giờ tôi nhập những cái này. Và 12 kg vân vân. Đấy, nó vẫn phải quay về trở về đúng không? Lại quay trở về đúng như như trên đây. Vậy thì khi mà chúng ta về giấy rồi. Về đấy rồi. Bây giờ thì nếu không eo. Nếu không thì làm gì? Nha, chỗ này chúng ta ghi là hết eo. Nếu không thì. Rồi, bây giờ các bạn ghi cho tôi tên file để lấy cái file ảnh. Đó, thì chúng ta phải làm như sau. File bằng zip request rồi get file. Các bạn nhớ nha, file của chúng ta đặt trên form là image. Đây, cái này là phần về hình ảnh. Rồi các bạn nhìn thấy là chúng ta đặt ở trên form này.
image đây. Oh, ok xong. Đấy, tôi lại phải dẫn chứng lại như vậy. Image nhá. Rồi tên file. Tên file. Đấy các bạn ghi tên file bằng file get name. Ta lấy tên này để ta đưa vào bên trong thư mục. Bây giờ tôi khai báo đường dẫn path path. Đây là tên đường dẫn chứa ảnh. Chứa ảnh này là chứa ảnh của phần upload. Product. Đây các bạn nhé, các bạn ở trong phần chứa ảnh upload đây. Upload. Bây giờ tôi thêm một cái mục nữa là thêm mục. Đấy. Để ảnh nó chui vào đây. Không chui vào category nữa mà chui vào đây. Upload product. Rồi. Các bạn đúng gõ đúng các lệnh như này cho tôi nhé. Đường dẫn vào đấy rồi. Đây là nó sẽ đưa cái file vào bên trong và tên file thì sẽ được đưa vào database. Còn file thực tế thì sẽ đưa vào trong thư mục. Đấy, các bạn chú ý nhé. Tên file thì đưa vào tên của database vì database nó chỉ chứa tên thôi. If mở ngoặc ra file là đúng y valid. File là đúng nha. Rồi và kết hợp không phải là file đã được truyền. Hạp mù. Đó. Thì làm gì? Thì làm gì thì chúng ta viết vào đây cho tôi là nếu như nó chưa được chuyển thì bây giờ nó chuyển mù trong là chúng ta đưa đường dẫn path vào đó thì đưa vào ok. Và bây giờ chúng ta chỉ là lấy tên file nữa thôi. File được chuyển rồi, bây giờ tên file if mở ngoặc ra tên file mà khác rỗng thì tên file khác rỗng thì đường dẫn đầy đủ của chúng ta ta lấy full path. Tôi đặt tiếng Anh như vậy nhé. Bằng path path chấm gạch trên nối với. Đấy, đấy là phân cách thư mục. Nối với gì? Nối với tên file. Đối với tên file các bạn thông cảm thì nó hơi chậm. Đấy, đối với tên file. Được chưa? Đấy, nếu không thì L
L thì full pass bằng null. Đấy là chúng ta đã xong phần này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái một bước nữa. Đó là chúng ta sẽ lấy data bằng. Đây là data để chèn nhé. Vâng. Các bạn thân mến, các bạn đã làm được rất nhiều thứ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần chèn thôi. ID kết query thì bằng. Đấy. Bằng ở đây là bằng gì? Chúng ta đã lấy ở chỗ này thì chúng ta đưa vào luôn. Bằng nhá. ID một, xong một cái phẩy. Tiếp theo là gì thì chúng ta lại lần lượt thứ tự từng cái kia thôi. Đấy. ID kết query này. Rồi. ID item. Cái này thì ta lại mở cái navigate ra để chúng ta xem. Chúng ta mở cái navigate ra xem. Đấy. Vì nó hơi nặng một tí, chúng ta phải mở ra. Đóng cái này, chúng ta mở cái này ra một tí. Chúng ta nhớ tên cho thứ tự, chèn vào thứ tự. Chúng ta mở bên trong ra để chúng ta điền cho nó đúng nhé. Rồi chúng ta phải điền những cái trường này easy for. Đấy, tôi đưa tạm ra bên cạnh. Ai cần code. Bằng gì thì bây giờ chúng ta lại phải có làm một cái động tác item code. This request và chúng ta get và item code rồi item name bằng zip request get và item name. Rồi chúng ta tiếp. Brand name. Yep.
Vâng. Nhà sản xuất đấy. Rồi chúng ta tiếp theo là width. Biến chúng ta đặt đúng bằng request get var. Đấy, các bạn thấy là rất là dễ đúng không? Rồi width tiếp theo dimension. Còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái category và price không? Ok, ta đã lấy xong được những cái này. À, cái này thì chúng ta phần giá này là chúng ta sai. Chúng ta cho này. Ta cho y. Rồi các bạn tiếp tục, các bạn cho một cái item code nhá. Thì bằng các bạn có thể lồng được, lồng thì đỡ phải ghi, nhưng mà thôi chúng ta ghi item code. Đó, phải tiếp theo con trỏ là item name. Item nên bằng trỏ vào item name phẩy xuống dòng item name rồi. Rồi tiếp tục chi nhánh run name. Phải tiếp tục wait. Đây là một mảng nha các bạn nhé, chú ý nha. Wait. Bằng chọn vào wait. Tiếp tục chúng ta có dimension.
nhầm. Đấy. Và giá xong thì đến đây rồi, còn cái description, chúng ta xem description, kiểm tra nốt lần cuối. Chúng ta kiểm tra nốt phần cuối nha. Cái đó còn cái này nữa. Cái này quan trọng nhất chúng ta đã quên. Copy. Rồi, cái này chúng ta sau dimension. Sau dimension đúng không? Sau dimension. Chúng ta viết vào đây. Cho gọn đây nhé. Rồi chúng ta cho tiếp cho tôi phần image. Bằng image ở đây thì chúng ta bằng full path ở trên. Xong. Đấy, đấy là chúng ta lấy dữ liệu vào, bây giờ ta ghi này. Con trỏ zip pointer product app data. Xong. Ghi xong rồi thì chúng ta redirect trở về đây. Chúng ta lại cho vào đây.
copy này vào đây. Đấy. Tôi ghi đây là part 1, 2, 3 nhé. Để cho nó khác với part kia. Rồi bây giờ các bạn thử nhá. Ok. Rồi tôi chọn tôi trở về mặt hàng đã. Tôi đang trở về mặt hàng để tôi đa một ít ảnh, tôi gọi là rau củ quả. Rau. Rồi tôi ghi là cà rốt này, mỗi loại thứ ok tạm như thế nhá. Bây giờ chúng ta sẽ rau sạch. Chọn tên. Chúng ta ghi là sản phẩm. Đây. Rau một. Ok. Nhập mã hàng. Rau 1, 2, 3. Nhập sản phẩm rau sạch Đà Lạt, nhà sản xuất là hội trang trại sạch, cân nặng 12 kg, kích thước là một rổ. Loại hàng rau sạch, giá là 200.000 đồng. Mô tả là rau cực ngon, không có thuốc bảo vệ thực phẩm, không ô nhiễm. Đây các bạn ghi vào nhá. Ghi vào chưa? Ghi vào rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem nó có trong database chưa. Đấy. Có chưa là thành công, mà chưa có thì chúng ta phải sửa thêm. Chưa được ghi vào. Đó, chưa được ghi vào thì lỗi ở đâu chúng ta sẽ sửa ở đó.
câu chúng ta sẽ sửa đó. Đây phải ảnh nhé, đây nét nêm u sờ đào đào nó không vào đúng. Full pass đây, kiểm tra nhé. Ta thử xem là nó vướng mắc ở đâu thì cần sai một tên là nó cũng không nhập. Đó. Tôi chọn dầu nhé. Đây, rau đã vào, sai ở image name, đúng các bạn? Vậy thì chúng ta thành công rồi. Bài tới là chúng ta chỉ hiện sâu ra mặt hàng cho khách hàng chọn thôi. Ngon rồi nha. Đấy, các bạn ghi rõ chỗ này vào. Tôi dừng lại cho các bạn, để các bạn ghi à. Upload image name đây, sai mỗi cái chỗ này nha. Đấy, còn nó easy luôn. Đấy, các bạn ghi vào, các bạn ghi từ hàm từ chỗ này nha, xuống đến đây, xuống đến đấy, các bạn lập trình đến đến đúng đây, xong các bạn dừng pause video để các bạn ghi tiếp xuống đến phần cuối cho tôi. Đấy, các bạn ghi tiếp phần cuối. Ghi tiếp phần cuối nha, ghi tiếp phần cuối. Rồi giờ chúng ta xem này. Tên rau củ quả đã hiện ra. Còn những chỗ này chúng ta chỉ cần sửa lại tiếp. Bài sau tôi sửa lại tiếp rồi các bạn nhìn thấy đẹp luôn. Đấy, đấy. Và chúng ta nhìn thấy là ta refresh. Rồi, xong. Và chúng ta thấy là trong cái thư mục, trong thư mục upload product đã xuất hiện tên một cái hình ảnh rau đây. Đấy, rau một thì lúc đầu nó chưa ra, đúng không? Và chúng ta đây, tôi xem là rau, là rau gì để tôi xóa đây một cái là rau.
do PNG. Lúc đầu là nó tên của nó vào rồi, nhưng mà do là chúng ta đặt sai tên. Ở đây bây giờ ta xóa ra một rồi đi. Xóa ra một rồi đi thì khó, nó nhiều quá, nhiều cái loại linh tinh. Rồi. Thế là chúng ta ghi luôn cái thủ tục này vào nhá. Tôi gọi là hàm đấy, hay còn gọi là phương thức thủ tục. Đấy. Chúng ngon lành thành đào rồi. Rồi các bạn theo dõi cái bài này và chúc các bạn làm việc thật tốt để sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài kiếm sống rất là tốt. À, cái này tôi còn phải sửa nhiều. Có nghĩa là đây là mới là sản phẩm chi tiết của một loại, thứ còn chi tiết hơn nữa ở trong bài sau. Và chúng ta còn phải làm giỏ hàng để section để người đăng nhập vào lấy giỏ hàng, hóa đơn vân vân. Thì ở các bài sau. Bài hôm nay thì khá dài, tôi xin dừng ở đây vì bộ nhớ nó đầy.